Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin chào tất cả quý vị khán giả, lâu lắm rồi chúng ta mới quay trở lại câu chuyện đi tìm mẹ của anh ca sĩ Randy. Kính thưa quý vị khán giả, thì gần đây có cái thông tin rất là hữu ích mà Phương Văn xin phép tất cả quý vị khán giả cũng như là một số kênh anh em đang đi tìm sự thật. Phương Văn cũng tiếp lời và chia sẻ thêm thông tin để cộng đồng trong và ngoài nước tiện dịp theo dõi câu chuyện hành trình đi tìm mẹ của anh Randy tiếp theo. Tặng đưa, cái đó là tặng đưa Sanh đi nửa đường cái bị lọt góc nhà thờ đó. Bây giờ một em bé đang không biết à. Tôi mong sao mà xét nghiệm ADN mà ngay thôi. Mừng biết bao nhiêu linh tính hả? 90% rồi. Tên là Tần Quốc Tấn, sanh được một tháng là tôi nhờ bà Tư nuôi giùm. Mà đau bụng đẻ đi đâu có tới bệnh viện đâu. Mới tới nhà thờ cái là bắt đầu đẻ, nằm xuống đó đẻ rồi. Phương Văn có chia sẻ và theo dõi một số cái video mà anh em đang đi tìm sự thật về câu chuyện của bà Út ở Sóc Trăng, năm nay 79 tuổi. Bà cho rằng là có nhiều nét giống anh ca sĩ Randy, và chính bản thân bà trước đây, cái thời mà chiến tranh đó quý vị khán giả, thì bà có quen một người lính Mỹ. Vào năm 1971, thì cái thời điểm đó khi mà người lính Mỹ này đi về nước, thì sau đó là bà ở Việt Nam, bà sinh một người em bé. Và bên cạnh đó thì cũng có nhân chứng, đó là bà Tư. Bà Tư chính là cái người mà đưa mẹ Út đi bệnh viện sanh, nhưng mà chưa tới bệnh viện thì đã sinh lọt đó quý vị khán giả. Và sau đó thì em bé này sinh ra được trong vòng khoảng một tháng, thì trong cái cuộc sống vô cùng khó khăn, cho nên mẹ Út mới gửi cho người khác nuôi. Và sau đó thì đã thất lạc nhiều năm trời. Trong cái cuộc sống khó khăn, bà cũng có qua lại thăm một vài lần, nhưng mà sau đó thì những người nuôi đó, người ta nói là đi đâu rồi không biết nữa. Và kể từ đó thì mẹ Út cũng không có còn đi tìm kiếm con nữa. Rồi năm tháng trôi qua cho tới ngày hôm nay thì tuổi mẹ đã cao, 79 tuổi. Thực sự Phương Văn nghe được cái thông tin này và thực tế xem được những cái video mà anh em gặp mẹ Út cũng như gặp bà Tư, là cái người mà trực tiếp đưa mẹ Út đi sinh em bé người da màu. Khi bà Tư kể lại là sinh người em bé da màu ra là nó đen thui. Và thời điểm đó thì bà Tư cũng nhớ lại ký ức của mình, đó là em bé da màu, nhưng mà bà nói là xấu lắm vì nó đen. Sinh em bé ra đen, và cái tên thì mẹ Út đặt rất là đẹp, đó là Trần Quốc Tuấn, sinh năm 1971. Chắc có lẽ là đây là một cái thông tin mà rất hữu ích, cũng như là bao nhiêu hy vọng để anh ca sĩ Randy đi tìm lại người mẹ ruột của mình. Thì theo Phương Văn cùng với quý vị khán giả nhận định, mẹ Út năm nay là 79 tuổi, thì cái tuổi đó nó phù hợp với cái độ tuổi mẹ của anh ca sĩ Randy. Và chính bà là cái người trong cuộc đã sinh ra một em bé da màu, đặt tên là Trần Quốc Tuấn, và sinh năm 1971. Và cũng còn một cái nhân chứng, đó là bà Tư đã đưa mẹ Út đi sinh em bé. Và bà Tư cũng chứng kiến được cái trong cái lúc hoàn cảnh mà mẹ Út đã quen một người lính Mỹ da màu. Thì theo bà Tư kể lại là có một người bạn cũng làm trong sở Mỹ và lấy chồng người Mỹ. Và sau đó thì cái cuộc sống khó khăn lam lũ đó quý vị khán giả, cho nên là cái người bạn đó kêu bà Út lên phụ để là giặt giũ quần áo cho những người lính Mỹ. Thì khi mà qua lại đó thì chồng bà là người Mỹ, và có một người Mỹ đen cũng hay lui tới. Là cuối cùng thì cái người Mỹ đen đó quen bà Út này, trong khoảng là 4-5 tháng quen nhau thì bà Út mang bầu. Và khi lúc đó thì sau thời gian đó thì người Mỹ đó đi về nước, còn để lại bà Út là cái bụng bầu, và sau đó là sinh em bé người da màu. Chính bà Tư là cái người trong cuộc đưa đi.
Và bà cũng biết rõ là mẹ Út đã đặt tên là Trần Quốc Tuấn. Nói về chia sẻ về cái người đàn ông Mỹ mà quen với mẹ Út đó, thì bà Tư cũng biết là cái người Mỹ này tên là Chen. Nếu như cái thông tin mà thực sự anh ra đi tìm hiểu kỹ, hoặc là ai biết được là đâu đó một có một người là tên Chen đi chiến trường ở Việt Nam, và cái thời điểm đó là tại ở Vĩnh Long nha quý vị khán giả. Và cũng cái thời điểm đó thì hai người quen nhau, và chắc có lẽ là cái người lính Mỹ tên Chen này cũng về nước rồi không có liên lạc được với bà Út. Theo mẹ Út chia sẻ thì mẹ Út nói được vài ba câu tiếng Anh thôi, mặc dù là không có nói được tiếng Anh nhiều, nhưng mà bà Út chia sẻ là khi mà quen đó cũng cũng có người thông dịch, và bà biết được vài câu. Là bà có nhắc lại là người mà người Mỹ đó khi tới thấy bà giặt đồ á, ông hỏi là bà đang làm cái gì, what are you doing, thì mẹ Út lặp lại được cái câu nói đó. Và bà cũng chia sẻ là bà biết vài ba câu thôi chứ không có phải là giỏi tiếng Anh. Cho nên khi mà quen hoặc là mỗi lần ổng chở đi chơi, đi chợ rồi đó, là có cái người phiên dịch. Chính vì vậy cái thông tin này thực sự ra là rất là bổ ích, rất là hữu ích. Biết đâu được trong cuộc đời anh Randy đi tìm mẹ mấy mươi năm, ngày hôm nay thì có cái thông tin thực sự là rất hữu ích. Nếu như mà xét nghiệm ADN trùng khớp thì phải nói là cái niềm vui vỡ òa, đâu đó còn sót lại một cái những cái manh mối mà bây giờ là cộng đồng mạng cũng như bà con cô bác ở xa, người ta thấy cái thông tin anh Randy đi tìm mẹ mấy mươi năm, và chính cái người hàng xóm con của hàng xóm của bà mà mẹ Út á, là con của bà Tư á, đã đăng thông tin đi tìm kiếm mẹ anh tìm kiếm con cho người mẹ Út này là đã 3 năm rồi, nhưng mà chắc có lẽ những cái thông tin đó nó không được phổ biến, và sau nhiều lần thì cũng không có tìm kiếm được, cho tới ngày hôm nay thì người nhà của bà Tư đã gọi qua một số kênh anh em, đó là kênh YouTube của anh Công Trần TV cũng như là một số kênh anh em khác, và trực tiếp xuống tới tận Sóc Trăng để quay lại những cái hình ảnh và kể lại câu chuyện ngày xưa, hy vọng rằng là tìm ra cái manh mối, và để từ đó có cái cơ sở để tiến hành xét nghiệm ADN với anh Randy. Nếu như bây giờ mà có thể được thì anh Randy hiện tại đang ở Việt Nam, ảnh về vợ chồng về chơi và ảnh đang đi du lịch một số nơi. Nếu mà được thì tiến hành xét nghiệm trực tiếp luôn quý vị khán giả, không cần gửi mẫu qua Đà Nẵng hoặc là tại Thành phố Hồ Chí Minh, mà có thể gặp gỡ trao đổi trực tiếp. Thì theo bà Tư nhận xét á, thì nếu như anh ca sĩ Randy thì có cái nét giống mẹ nhiều hơn, và bà cũng xác định rằng là bà đưa bà mẹ Út đi sinh, đó là sinh ra một em bé đen thui. Bà nói thời đó là em bé đen thui mà xấu lắm, nhưng mà bà đặt tên đẹp quá, đó là tên Trần Quốc Tuấn. Thực sự cái thông tin mà bà Tư nói là tôi nghi ngờ lắm, tôi nghi là 99% là con của bà Út. Đây là một cái điều mà chúng ta thấy là cộng đồng mạng trong và ngoài nước, mấy mươi năm anh Randy đi tìm mẹ, và những cái thông tin mà từ năm rồi tới năm nay, nhiều kênh anh em YouTube tìm kiếm thông tin và luôn hỗ trợ anh Randy. Trong đó có Phương Văn, Phương Văn cũng hỗ trợ một cái gia đình, một anh trai bên Mỹ, và đi xét nghiệm với anh ca sĩ Randy. Nhưng mà vừa rồi thì Phương Văn cũng đã công bố thông tin là cái người anh trai đó có một người em da màu bị thất lạc, mà nghi ngờ anh Randy là ca sĩ, Randy là em người em trai da màu mà mẹ sinh ra đó. Thì bây giờ cái thông tin xét nghiệm bên Mỹ rồi, giữa anh Randy và một người anh trai ở bên Mỹ đó là không có trùng khớp. Cho nên đây là một cái thông tin mà về bà Út thì rất là hữu ích cho gia đình của anh ca sĩ Randy. Hy vọng là cái thông tin mà sau khi các anh em đã đi tận nơi và đã chứng kiến cái lời kể của bà Út cũng như là bà Tư về câu chuyện mà mẹ Út sanh ra em bé da màu, và bà Tư là cái người trực tiếp đưa mẹ Út đi sinh ra một người em bé da màu, bà nói xấu quá đen thui à, mà đặt cái tên Trần Quốc Tuấn rất là đẹp, cũng trùng khớp với cái thông tin là sinh năm 1971, tên là Trần Quốc Tuấn luôn, nhưng mà
lúc đó là ở Trà Vinh. Vì cái thời điểm đó bà Tư kể là Sở Mỹ đang đóng tại Trà Vinh, cho nên là trong đó có một người bạn nữa là lấy chồng Mỹ và làm Sở Mỹ, cho nên mới kêu bà Út này nè đi lên đó là làm việc, là đi giặt giũ quần áo cho cái người Mỹ đó. Thì sau đó mới quen ông Mỹ Đen này. Và theo mẹ Út cũng có kể lại á, thỉnh thoảng thì cái người Mỹ Đen đó là cho bà 100-200 đô. Thời điểm đó là bà nói là sử dụng tiền đô, lâu lâu thì ông Mỹ Đen cũng cho 100 hoặc là 200 đô, hoặc là đi chợ búa là ông trả tiền ông cho vậy đó. Thì sau khoảng quen nhau 4-5 tháng thì bà Út biết được là mình có bầu, và không có may mắn là sau đó là cái ông Mỹ Đen đó không có còn ở bên cạnh mình nữa, mà đã rút quân về nước, còn lại một mình mẹ Út lặng lẽ một mình và sinh ra đứa con người da màu. Và cái thời khắc cũng vô cùng khó khăn, cho nên là không có khả năng nuôi em bé, và cuối cùng là cho qua một người khác, và cuối cùng lưu lạc đi. Và cái thông tin rất là buồn tới ngày hôm nay á, là mẹ Út vẫn ở vậy một mình, không có con, không có cháu, và sống đơn thân đơn độc như vậy. Bây giờ cuộc sống của bà cũng vô cùng khó khăn, đi chặt thuốc nam và cân ký bán, mỗi ký được 6.000 và cân ký bán như vậy. Cái cuộc sống vô cùng khó khăn. Thì bây giờ 79 tuổi rồi, cái tuổi cũng khá cao rồi. Bà cũng chia sẻ rằng là mong muốn tìm lại gặp con thôi, chứ còn cái việc tiền bạc giàu có hay là bây giờ cái tuổi gần đất xa trời rồi, bà cũng không có mong chi mà cái cuộc sống như là mọi người nghĩ, thấy sang bắt hoàng làm họ rồi tìm ra con này kia nọ, thì bà không có cái ý định đó. Bà chỉ nhớ mong là mong con mình thôi. Chính bản thân bà thì không biết YouTube, cho nên là nhờ những người hàng xóm đăng tin rồi liên hệ với mấy anh rồi xuống tận nơi và trò chuyện với bà Út, cũng như là bà Tư, cái người mà trực tiếp đưa bà Út đi sinh em bé. Thì hai người này là nhân chứng sống còn lại hiện tại. Thì hy vọng một cái thông tin mà rất là bổ ích, le lói trong tim mọi người, là hy vọng đây là một cái điều mà rất là cần thiết và hữu ích cho anh ca sĩ Randy để sắp tới xét tiến hành xét nghiệm ADN. Và cái hy vọng nhiều lắm. Bà Tư cũng nói là rất là hy vọng, nếu như mà phải là mẹ con thì bà cũng mong là trời Phật đã phù hộ cho mẹ Út với anh ca sĩ Randy đã gặp lại nhau. Mà theo cá nhân của Phương Văn nha, khi mà chưa nói về cái tên tuổi của anh Randy, nhưng mà khi thấy nhìn hình bên ngoài á, thì cái hình dáng, cái mặt, cái gương mặt của anh Randy á, với bà Út này có nhiều nét tương đồng lắm quý vị khán giả. Thật sự là bà là cũng người ở Sóc Trăng, bà cũng da đen, nhưng mà anh Randy á thì là ảnh là người Mỹ lai da màu, cho nên cái khả năng mà giống mẹ thì ít thôi, còn giống người Mỹ lai thì nhiều. Nhưng mà cái những cái thông tin theo mẹ Út chia sẻ thì là có nhiều điểm trùng khớp lắm, cộng với cái thông tin mà bà Tư là người nhân chứng đưa bà Út đi đẻ. Cho nên là cái việc mà thông tin giữa anh ca sĩ Randy sinh năm 1971 và tên Trần Quốc Tuấn, đó là một cái thông tin cực kỳ hữu ích. Đó là cái cơ sở để chúng ta tiến hành xét nghiệm ADN. Thì sắp tới đây chắc có lẽ là chúng ta cũng chờ đợi, và nếu như mọi người có thể là xem cái kênh của anh Công Trần TV, xin phép anh Phương Văn chia sẻ một vài hình ảnh cũng như là cái video để tiếp theo lời của anh chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng trong và ngoài nước, để tiếp tục theo dõi hành trình đi tìm kiếm mẹ của anh Randy. Và mong tất cả quý vị khán giả đăng ký kênh Phương Văn để tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích về anh ca sĩ Randy, cũng như là thông tin thời sự hàng ngày về những câu chuyện trong cuộc sống đời thường. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi câu chuyện anh ca sĩ Randy đi tìm mẹ. Xin kính chúc quý vị khán giả một ngày mới an nhiên, hạnh phúc. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.